Số đội 2 xin mời hai đội nam nhóm 2 Vũ Đèo và Kỳ Sơn phải đội phía ngoài sân để chuẩn bị thi đấu. Thank you.
Chúng tôi xin mời hai đội nam nhóm 2 Núi Đèo và Kỳ Sơn về bàn thư ký để làm kỷ niệm thi đấu. Một lần nữa chúng tôi xin mời đội nam Núi Đèo Kỳ Sơn, đội nam nhóm 2 về bàn thư ký để đăng ký đội hình thi đấu. Thank you.
của Mỹ Đông và Minh Nam có ký lên bảng. Xin mời hai đội Nam giống hai đội đều Kỳ Sơn vào sân để thi đấu. Mời hai đội Nam đối đều và Kỳ Sơn đứng vào đội hình. Và hai đội không thể đồng sân nữa và hai đội hình đứng vào. Hai đội đứng vào sân đứng đội hình. Mời đội trưởng của Minh chúng tôi xin mời hai đội nữ giống một Hoàng Thanh và Kim Thanh những tiếng tập quân kỳ đặt bốn đội ra ngoài sân để khởi động chuẩn bị thi đấu. Chúng tôi xin nhắc lại xin mời hai đội Hoàng Thanh Kim Thanh những tiếng tập quân kỳ các đội ra ngoài để thi đấu để khởi động chuẩn bị thi đấu. Thank you.
Chúng tôi xin mời hai đội nữ Vũ Kiếm Vũ Kỳ về ra đăng ký đội hình thi đấu. Hai đội nữ Vũ Kiếm Vũ Kỳ về sân số 2 để đăng ký đội hình thi đấu. Thank you.
chúng ta được trẻ quá nhiều khi đưa một chính nghĩa vào phía nước này. Được trẻ quá nhiều khi đưa một chính nghĩa vào phía nước này. Và hôm nay đội còn thay là chúng ta làm sao thi đấu.